Chào các bạn, hiện bây giờ mình đang ở tại Châu Đốc, An Giang. Nói đến An Giang thì chúng ta thường nghĩ ngay đến những điểm du lịch nổi tiếng như Miếu Bà Chúa Xứ, chùa Hang, vân vân. Ngoài những ngôi chùa ra, nó còn có dãy núi Thất Sơn hùng vĩ. Và trong số đó có một ngọn núi nhỏ gọi là núi Nổi. Núi Nổi tọa lạc tại xã Tân Thạnh, Tân Châu, tỉnh An Giang, cách Châu Đốc khoảng 25 km và cách thị xã Tân Châu khoảng 9 km. Đặc biệt của ngọn núi này, theo truyền thuyết, khi mà đến mùa nước nổi thì toàn bộ cánh đồng khu vực này đều chìm ngập trong làn nước với độ sâu khoảng 3-4 m. Tuy nhiên, ngọn núi này không bao giờ bị nhấn chìm trong dòng nước này. Từ đó người ta gọi đây là núi Nổi. Và trên cái ngọn núi Nổi này có một ngôi chùa cùng tên, gọi là chùa Núi Nổi hay còn gọi là Phù Sơn Từ. Vì vậy hôm nay mình sẽ đến đó xem ngọn núi Nổi này nó như thế nào, cũng như tham quan viếng bái ngôi chùa cùng tên là chùa Núi Nổi nha các bạn. Đây là cái bãi đậu xe. Chúng ta vào đây đậu thì hoàn toàn miễn phí. Rồi giờ chúng ta đi vào tham quan nha. Hôm nay thấy lượng khách đi cũng tương đối đông đó các bạn. Còn đây là mô hình của một chiếc tàu, đứng trên thuyền là tượng Phật Bà Quan Âm. Thì cái chiếc thuyền này đó các bạn, theo truyền thuyết thì trước đây ở đây không có ngọn núi này, và do một cái chiếc tàu chìm ở cái vùng nước này, từ đó nó hình thành nên ngọn núi gọi là núi Nước Nổi. Thì đây trước mặt các bạn là tượng Phật Bà đang đứng trên một chiếc tàu. Còn đây là khu chánh điện cũ, và hiện bây giờ phía sau người ta xây một cái khu chánh điện mới rất lộng lẫy các bạn. Ngay phía trước của khu chánh điện là bàn thờ Ngọc Hoàng, và phía sau lưng cái tượng Ngọc Hoàng là Quan Thế Âm Bồ Tát. Khu chánh điện thì người ta thờ Phật Thích Ca trong tư thế ngồi nha. Đây là Phật Thích Ca. Bên phải của cái khu chính điện cũ này, đây là thượng tượng của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Còn đây là tượng thờ của vua Minh Vương. Minh Vương ở đây có nghĩa là vua Minh Mạng đấy các bạn. Còn đây là tượng thờ Quan Công. Còn đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Phía bên trái của khu chính điện, đây là tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây là khuôn viên khu vực chùa Núi Nổi các bạn. Phía bên phải đó là khu chánh điện cũ hồi xưa. Và phía sau khu chánh điện này, trước mắt các bạn đó là khu chánh điện mới sau này. Và khuôn viên ở đây cũng rất rộng, rất đẹp nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục đi vào khu chánh điện được xây sau này nhé. Xem bên trong khu chánh điện này thờ những vị thần linh, thần Phật nào. Và theo mình được biết thì ở cái ngôi chùa này có thờ Sơn Thần nhé. Đây trước mặt các bạn là khu chánh điện mới. Đây là bức phù điêu
với chữ cách điệu gọi là Phù Sơn Tự. Và đặc biệt cái chùa Phù Sơn Tự này, hay còn gọi là chùa Nước Nổi, là một ngôi chùa trong tỉnh An Giang có thờ Sơn Thần nha. Bây giờ chúng ta đi vào đó tiến bái nha. Đây là tượng Phật Di Lặc nha các bạn. Đây là khu chánh điện. Khu chánh điện được mới xây sau này nha. Có diện tích rất rộng các bạn. Có diện tích chắc khoảng trên 200 mét vuông. Rồi chúng ta đi vào viếng bái nha. Phía bên trái ở phía sau đó là tượng Phật Thích Ca. Và tượng Phật này cũng rất lớn các bạn, có chiều cao tính luôn cái bệ chắc có thể là trên 6 mét. Hai bên vách khu chánh điện này, người ta trưng những cái bức tranh diễn đạt lại quá trình tu luyện của Đức Phật đó các bạn. Đây là bức tranh miêu tả lại cái cảnh Đức Phật ngồi dưới cây Bồ đề tu luyện. Bây giờ chúng ta đi xuống khu vực ở dưới đất để tiếp tục tham quan những nơi khác nha. Còn trước mặt các bạn đó là cái tháp nơi yên nghỉ của Hòa Thượng Thích Thiện Tín. Còn đây trước mặt các bạn đó là miếu vàng.
ban ngũ hành. Chúng ta vào tiến bái nha. Trước mặt các bạn là pho tượng của Phật Thích Ca, có chiều cao trên 24 mét. Bây giờ chúng ta đi lên đó viếng bái nha. Bức tượng được xây trên một cái nền cao khoảng chừng 6 mét. Hiện giờ người ta cũng đang trong thời gian xây dựng, chưa có hoàn thành hoàn chỉnh nha. Chúng ta đi vòng ra mặt trước nha, ngắm nhìn cái pho tượng này. Khi mình bước vào đây, đứng gần bên cái bức tượng thì thấy con người quá nhỏ nhoi các bạn. Bức tượng Phật Thích Ca đứng ở trên cái tòa sen. Đây, các bạn nhìn thấy pho tượng rất to. Và gần cái bức tượng Phật Thích Ca, người ta cho xây dựng một cái bức tượng cũng rất lớn các bạn, cái bức tượng của Phật Quan Âm. Đây, trước mặt các bạn đó là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Tượng này cũng mới được làm sau này thôi nhé các bạn, cũng vài năm trở lại đây thôi. Và cái bức tượng có chiều cao là trên 21 mét. Sau một buổi đi tham quan cũng như viếng bái khu vực của chùa Núi Nổi này, cũng như là tìm hiểu về hình thành của ngôi chùa này như thế nào rồi, bây giờ mình xin tạm dừng tại nơi đây nhé. Hẹn các bạn trong video lần sau nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.